Dạ, Nam Mô Bích, Nam Mô Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính lễ với bà, với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahma chaloka dipati sahang pati katang chali angthi parang aya chatha santi tha sattapara chapkhachatika disetu thammang anukam bimang pachang satthamma bering vinayang chakayang suttang chaya pang api tham majammang Ako tayang to satusak chadang dang Bapo thaniye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm giường lọc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kỳ trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh Pháp Sư xong ạ. Dạ con xin thỉnh bàn tay của ngài Liễu Tông để thử mít ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Hàng năm Ngọc Đạt định kỳ tháng 10 mùng 1 dân y cúng dường Thiện Nam tín nữ bốn phương gieo duyên tạo phước tìm đường thiện lai. Kính bạch ngài Liễu Tông, kính thưa đạo tràng. Đầu tiên thì chúng tôi xin tri ân đạo tràng, nhất là ngài Liễu Tông đã được nguyên thông thượng tọa Minh Hạnh chư tăng đã hỗ trợ để cái dịp lễ dân y tại chùa Ngọc Đạt ngày mùng 1 vừa qua được thành công rất là tốt đẹp. Tuy nhiên trong đó sự đóng góp của chư thiện nam tín nữ và nhất là các bài tác bạch đã làm cho cái buổi lễ rất là sống động và xúc tích. Chư tăng rất là hoan hỷ và cuộc lễ đã thành tựu một cách rất là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Với phước lành mà quý vị đã tạo, với công đức của quý vị đã đóng góp, chúng tôi cũng xin quý vị tùy hỷ với phước của mình đã làm. Và chúng tôi xin dâng cái phước này lên ngài Liễu Tông, chư tôn đức tăng ni, chư thiện nam tín nữ trong hội Phật giáo Nam truyền này. Mong quý vị hoan
hỷ với thiện sự mà quý vị đã làm. Sa thú, chúc quý vị luôn được an lạc. Rồi, bây giờ xin mời sư Trần Đạo tiếp tục ha. Alo, sư Trần Đạo. Dạ, sa thúc, con kính tri ân Ngài, Trí Đức. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng để làm thị giả cho Ngài. Dạ, con kính mời anh chị trong đạo tràng có cõi gì thì đánh lên hay là giơ tay để mà hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị cho câu hỏi ạ. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, xin bạch Ngài cho con có câu hỏi. Với kiến thức thông thường, mình có thể lý giải như thế nào để mà ít ham muốn thì mới bớt khổ đau? Dạ, kính gửi mic cho Ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tông Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị, Kinh Bạch Ngài Trân Lão, Trí Đức. Các phần phước báo nào mà Ngài đã được thành tựu trong lễ dân y ngày hôm đó, cá nhân chúng tôi xin được xả thú và nam mô thân a đến những cái phần phước báo được tới sự thành tựu đó. Nam mô Bụt Thầy á. Thật sự ra mình học giáo pháp rồi, con Đức Phật thì tùy theo cái điều kiện của mình trong lúc hiện tại, đối với cần sinh nam và sinh nữ thì có ba chuyện. Thứ nhất là pháp học, học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì khi mình học pháp đúng mức, mình hành pháp đúng mức và hộ pháp đúng mức thì chắc chắn những cái gì mà liên quan tới phiền não nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Còn nếu mà mình không học đúng mức, không biết những cái điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, thì đôi khi cái việc làm của mình đó, nó mang cái tính, nó có cái sự nghĩa là phục kích của phiền não, phục kích phiền não. Quý vị có thể tự quan sát lấy chính mình. Có bao giờ quý vị trong lúc nào đó cái ác pháp nó phát sanh, quý vị có thể tìm cách đối trị và nguyện cố gắng giữ gìn để cho những cái loại ác pháp này nó đừng có thể xa sanh trở lại trong cái lộ trình tâm của mình hay không? Thường thường là chắc là không có rồi ha. Mà khi mà không có thì cái sự thở của chính cái bản thân của chính của mình đó, cái sự thở liên quan tới những ác pháp nó phát sanh mà mình không có để ý, không có tìm cách để cho nó đừng có phát sanh trở lại đó, thì nó là cái cơ hội để nó tiếp tục, nên tiếp tục. Thành ra tham thì thở tăng năng lực, sân thì cũng sẽ tăng thêm, mà si thì cũng tăng thêm, chứ không thể bớt được. Thành ra điều kiện đầu tiên là mình phải học, học những cái điều cần thiết để mình dùng nó áp đối trị một khi phiền não phát sanh. Mình học rồi mình hành cho thấy những cái điều kiện mà nó làm cho mình phiền não. Mà khi mình có thể mình thấy được một số cái điều kiện làm mình phiền não, thì khi bắt đầu có cái điều kiện đó là mình có thể mình ngăn chặn được phiền não nó phát sinh. Chứ còn nếu không thì mình làm không có kịp. Mà khi làm không có kịp thì chắc chắn cái gì tới nó phải tới thôi, chứ không có đường nào khác cả. Thành ra tùy theo cái điều kiện của mình, ráng cố gắng tìm học một số cái vấn đề căn bản của người Phật tử. Thứ nhất là bố thí trì giới, rồi học để xem những khuyết điểm trong lúc mình làm phước bố thí, học xem những khuyết điểm để trong khi mình làm cái hành động trì giới đó, thì từ từ những cái phiền não nó không có cơ hội để nó chen vô, nó làm cho cái tâm mình nó dao động. Nam mô Bụt Thầy á.
Sa thúc, con kính tri ân Ngài đã giải đáp câu khắc hỏi thắc mắc của con ạ. Dạ, con xin đạo tràng có anh chị nào có câu hỏi gì thì nên đánh lên màn hình ạ, để cho con đọc cho Ngài, hay là xin giơ tay để trực tiếp hỏi với Ngài ạ. Dạ, cho con xin một câu hỏi nữa ạ. Dạ, bạch Ngài, chánh niệm đối với các cảnh mà bất chợt có xuất hiện có gọi là phóng tâm không Ngài? Dạ, con xin gửi mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự là mình có niệm là tốt rồi, chứ mình có chánh niệm thì làm sao mình có sự phóng tâm được. Cái niệm của mình hằng ngày nó dễ có, mà nó giống như cái người mà bị tai biến mạch máu não mới xuất hiện vậy đó, nó yếu lắm, thành ra phiền não nó là cái niệm của mình nó bị lật, nó bị ngã thì nó mới chèn vô được, chèn vô nó làm cho cái tâm mình nằm dưới cái năng lực của nó, năng lực của tham, của sân, của si. Thành ra khi mình tập thì khi nào cái niệm nó mạnh thì cái tham si nó mới bớt năng lực được, còn nếu mình tập chưa đúng mức thì bảo đảm không thể nào đánh được nó. Mình nên nhớ tất cả các thiền pháp của mình á, vì nên nhớ cái điều nó giống như cái người mà bị bán thần bất tội, bị bệnh tai biến mạch máu não đó, cần phải therapy, chứ không phải là cái không mình có được cái chánh niệm này thôi, cái đó quý quá rồi, ngoại trừ những cái bậc tứ thiệt thôi, chứ cùng mình không phải tứ thiệt, nên mình cứ bị phiền não lừa giật ngã hoài, còn mình đâu có sợ. Ngã mình cho tiếp tục, lâu lâu phiền não mà tới mình còn coi nó như bạn nữa, thì làm sao mà nó không lừa mình để nó giật ngã mình được. Mình đã cứ tập đi. Về kinh tế niệm xứ là một trong những cái điều kiện mình để tập để cho cái niệm nó có năng lực. Mà cái niệm nó có năng lực rồi đó thì mình mới có thể mình đối phó với những cái phiền não nào theo nó kiếm chuyện với mình. Bởi vì phiền não đó là một ông vua, nó gọi là phiền não ma vương là vậy đó, nó vua thứ thiệt chứ không phải vua thứ giỡn. Nó từng giật ngã chúng sinh trong bao nhiêu a tăng nghiệp kiếp rồi, mà tại vì mình không biết sợ nó là nó cứ kiếm chuyện hoài mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thúc con kính tri ân Ngài rất nhiều. Dạ, kính mời với anh chị trong đạo tràng có câu gì thắc mắc để hỏi với Ngài không ạ? Dạ, cho biết tín hiệu hay là đánh test chat trên màn hình cũng được. Dạ, kính chào Vinh Kinh. Dạ, con thấy câu hỏi của lúc được lúc không. Thưa Ngài, khi một người có nhiều sân hận, làm thế nào để tu tập tâm từ? Bắt đầu từ đâu? Kính tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Hiền Giả kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, tâm từ thì có nhiều cách lắm. Ngay cả mấy bài kinh cũng có 4-5 cách chứ không phải không. Nhưng mà muốn hành cho nó chính xác thì mình phải tìm một vị thiền sư để biết cái cá tánh của mình thuộc loại nào. Thì cái cách mà sử dụng cái những pháp đối trị trước khi mình hành cái pháp mà tập để cho tâm từ nó có năng lực đó, là cái chuyện rất là không phải dễ. Hồi xưa chúng tôi khi mà còn ở trong rừng thì cái vị thiền sư có dạy chúng tôi cái kinh nghiệm để mình tập luyện cái tâm từ của mình, tức là mình bắt đầu từ mình trước. Chúng tôi nói cái này là kinh nghiệm vị thiền sư đã truyền chúng tôi, và chúng tôi cũng có một số ít nghiệm về cái đó thôi, thì nó nói đi, vị nào có thử thì coi mình có tiến bộ cho mình thì tiếp, còn không có thì bỏ qua. Bởi vì đây là kinh nghiệm của cá nhân chứ không phải là dạy chính thức trong cái kinh điển nha. Tức là khi mà mình muốn hành để tâm từ, trước hết là mình
trả cho mình cái đó, tập cho mình trong mọi trong trường hợp mà mình có một cái sự đau khổ nào đó thì nó nhức đầu đi, nhức đầu. Và khi mà nhức đầu rồi mình nguyện cho mình thoát khỏi sự nhức đầu đó, rồi mình dùng cái kinh nghiệm mà nhức đầu đau khổ mình, mình muốn thoát khỏi đau khổ như thế nào thì mình nghĩ tới cái người thân của mình, thí dụ như anh trai hay là ba của mình, nguyện cho ba tôi đừng có trạng thái như tôi đang có ngày hôm nay, hoặc nguyện cho anh trai tôi, em trai tôi đừng có trạng thái giống như tôi ngày hôm nay. Thì mình tập vậy đó, mình hướng tới người khác, mình hướng cho mình hướng tới người khác, mình làm rất nhiều lần như vậy đó, rồi mình mới tới cái người thứ ba là người dân, người ít thương cũng được, ít người hoặc người dân. Mà người dân đó có thể là thú vật cũng được chứ không phải không. Ví dụ nhà mình có nuôi chó thì mình cũng nguyện cho nó đừng có cái trạng thái như mình vậy đó. Mình tập nhiều lần, đạp đi lặp lại, lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi mình mới nghĩ tới người dân, người mình không thương hết á. Đấy, để đo lường mức độ cái tâm của mình nó làm diễn cái trạng thái nó như thế nào. Rồi mình cuối cùng là mình phải thử tới cái người mà ngày hôm qua đó, nó quan trái với mình, ví dụ nó chửi mình. Hay là nó nặng mình đó. Mình nghĩ tới nó, mình muốn cho nó không có trạng thái mà nhức đầu giống như mình đã có ngày hôm nay. Nếu mà mình chỉ cần nghĩ tới người đó không, một cái tim mình đập thịt thì nên rút lui đi, chứ đừng có trấn lên để mà thử mà tim đập cỡ nào đó thì lúc đó còn chết sớm nữa. Mình đem cái tập đi lặp lại nhiều lần cho tới khi nào mà cái tâm mình nó có cái năng lực, cái tâm nó có cái năng lực, tức là đô xà tâm xà nó có năng lực rồi đó, thì lúc đó mình mới tính chuyện khác được. Chứ còn nếu mà chưa có năng lực thì bảo đảm mình cũng không có khả năng để đi tới được. Đi tới là khi nào mà cái tâm mình mà nó thấy cái người thân nhất của mình là cái người dân, cho tới cái người mà hôm qua nó nói xấu mình đó, mà cái tâm mình nó vẫn được cái sự an vui, mình cũng muốn cho họ khỏi những cái trạng thái đau khổ mà mình đang có vậy đó, thì lúc đó đó cái tâm từ nó mới bắt đầu nó có năng lực, thì lúc đó có thể dùng nó để đối trị với cái sân hận được. Chứ còn nếu chưa tới cái mức đó thì không thể nào. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ xa, dạ con thấy lúc được lúc không đã xa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin kính mời quý anh chị trong đạo tràng. Xin mời bàn tay của huynh Kinh Mi Lăng Đá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào tất cả quý vị. Đây, thần đạo thấy tội nghiệp quá. Mời hoài không ai lên. Mà đừng kêu, đừng có nghe sư Liễu Tông nói mi lên đá, kêu lên đá hoài chết lên đá thiệt. Xin trần đạo sư Liễu Tông này, hạ con này. Alo. Nam mô Bụt Thầy. Thì sẵn trong cái vấn đề mà nghe từ tòa Liễu Tông nói về cách tập về tâm từ, thì người ta thường hay nói cái chữ mà rải tâm từ. À, thì cái chữ rải để nó làm cho mình có cảm tưởng giống như là một người cầm cái gì đó mà rải ra, giống như cầm lúa rải lúa, cầm gạo rải gạo, thì cái tâm từ cái tâm mình nó khi mình bị những cái hình tướng đó như vậy, nó làm cho mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái đề mà cái tâm mình giờ rải tâm từ rải thì sao. Dạ, thưa sư, theo sư thì cái từ Bali đó mình phải hiểu đúng nó như thế nào gọi là rải tâm từ. Chứ chúng ta cứ ngồi cứ tưởng tượng có cái gì đó rải xuống. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ từ tòa Lưu Tông giải thích. Nam
Nam mô Bụt Tha Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Như lại tâm tư mình, nghĩa là mình dùng cái năng lực của cái tâm mà mình luyện đó, luyện với cái loại chúng sanh mà cần cái tự tâm đó, đó, khi nào nó đúng mức rồi mình dùng cái năng lực đó mình hướng về cái người nào mà mình muốn cho họ không có cái mà họ đang có đó, từ cái khổ họ đang có đó, cái đó mình dịch là thải tâm từ. Nghĩa là nếu mà mình dịch theo cái kiểu mà bây giờ nó hay xài là thần giao cách cảm đó, thì như mình nghĩ tới người đó cũng có những cái cảm giác như vậy ha. Thành ra cái đó là khi nào mình luyện cho xong rồi mình mới có khả năng mình rải cho người ta. Còn cái tâm từ mà mình chưa có, bây giờ nói thật sự rồi mình ngồi trong ngày này, xin lỗi những cái gì đã luyện tâm từ thì chúng tôi không bàn tới. Nhưng mà cỡ bình thường như ngay cá nhân chúng tôi nó tâm từ cũng không có đâu. Nó sân nó nhẫn nhanh hơn là cái tư tâm của mình nhiều. Ai mà chọc mình đừng có nói rải cái gì đó. Dùng cái sân mình chọc ngay cái đã rồi tính sao. Đó. Thì nó nguy hiểm cái chỗ là mình chưa tới nơi mà mình nghĩ mình tới nơi rồi. Mấy cái người mà có tâm từ không phải dễ đâu quý vị. Coi trong kinh thì coi trong cái tập mà Quý Sư Thi Mắc Khá, tức là chú giải mà Thanh Tịnh Đạo đó, ngài Bố Thơ Cô Xạ ngài thí dụ rất rõ ràng người mà có tâm từ đó, bằng cái thí dụ là người đó, người đang hành cái pháp rải tâm từ, cái pháp mà hành tâm từ đó, cái người thứ hai là người thân, người thứ ba người dân, người thứ tư là một cái người mà quan trái với cái vị này dữ lắm. Thì bây giờ có anh ăn cướp, anh gõ cửa, anh chung vô, anh xâm nhập vô, cái anh chỉ mặt cái anh mà thường xuyên hay hành cái đề mục tâm từ đó, nói bây giờ đó, nghe trong bốn này có một người nào phải hy sinh là tha cho ba người còn lại ha. Em chỉ mặt anh biểu anh cho anh chọn này, cái ông đó mà anh nghĩ ngồi anh nghĩ đã rồi, ông nào cũng đáng thương cần phải có được này kia, ông chùm thôi bây giờ tôi hy sinh để tôi cứu mấy người đó. Thành Tịnh Đạo cho rằng cái ông đó vẫn chưa có tâm từ như thường, bởi vì mình thương người khác mà mình không thương mình. Nghĩa là mình lựa lựa chọn được. Mà cái người mà có cái tâm từ mà tứ thiệt đó là quý vị nhìn Đức Thế Tôn đó, ngài nhìn trưởng lão Bút Thơ Đề Quá Tách Tạ và ngài trưởng lão Rau La đó, hai người bằng nhau. Không phải trưởng lão Đề Quá Tách Tạ hại ngài vậy rồi khi ngài nhìn có cái nhìn khác, không phải. Mà trưởng lão Rau La là con của Bồ Tát á, cho nên là con của ngài trước khi ngài thành Phật đó. Rồi ngài cho rằng người đó thân mật hơn mà xứng đáng để hưởng cái này hưởng cái nọ hơn, không phải. Cái người mà thật sự có tâm từ như vậy đó, thành ra nó mới có năng lực. Mà khi mà nó có năng lực rồi, răng ngài chỉ cần ngó con voi là nó cũng quỳ xuống như được. Chứ còn mình ngó con voi rưng cười cười nó đi tới, mình chạy cho sợ đó, mình dám làm gì đó. Thành ra mình nên tập với cái điều kiện về chúng sanh cần cái tự tâm của mình, cái nguyện vậy đó. Nguyện theo một tùy theo ông, đa số những thầy sư dùng những phương tiện dễ nhất để cho mình tập, để cho khi mà cái tâm mình có năng lực rồi đó thì mình mới theo kinh điển, tức là lật trong kinh ra Đức Phật dạy à với rô hổ mí sụ kỳ tô hổ mí gì đó, thì cái chuyện đó tính sao. Chuyện từ đầu là mình dùng cái trạng thái tâm mình bình thường để mình hướng tới cái người đó. Ví dụ mình thấy người đã nhức đầu và mình muốn hướng, ít nhất là mình phải có trạng thái nhức đầu đó đã, mình muốn thoát khỏi thì mình nguyện mình là thoát khỏi đó, mình nguyện người đó cũng thoát khỏi đó, chứ không phải như cầu cho chúng sanh trong hướng đông thì được an vui, trong hướng tây được an vui, tụng cho đã đời rồi cầu xin cho tất cả chúng sanh ngoại trừ vợ bé của chồng tôi thì được an vui, thì tất cả đều được an vui chỉ trời trừ người thôi, thì tâm từ nó đâu phát sanh được, thấy không đó. Vấn đề là như vậy, anh nó tập làm sao tới tất cả mọi người, không ngoại trừ ai đó. Dù rằng nó có theo, nó dê chồng mình cũng kệ đó, mình rải tâm từ được cho nó, cái đó mới là cái năng lực của tâm từ hướng tới cái người đó, để người đó cũng được cái sự an vui giống như mình. Nam mô Bụt Tha vậy. Sa thú, dạ kính thưa được tạo lý tôn. Nhưng mà trong cái vấn đề này, kính thưa sư, giữ cái vấn đề mà cái tâm từ của mình với là cái tâm ái, là hai cái là nó giống như là nó mặt trái mặt phải, thì
Thì theo như cái sư thì giờ mình làm thế nào để người ta có thể nhận ra được cái đó là tâm từ, mà cái đó là tâm luyến ái. Bởi vì khi mà mẹ thương con, người ta cũng cho là tâm từ, hay là anh thương em cũng cho là tâm từ, hoặc là cho là sự luyến ái vân vân. Thì hai cái vấn đề này thì theo như sư thì mình phải có phương pháp nào để mình nhận nhận chân ra sự thật nó như thế nào không ạ? Dạ, con cũng tỉnh chưa ạ? Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình nhớ cái chuyện là khi nào mà cái người mà nó có tâm từ mà vẫn còn có sự so sánh thì cái đó không phải là tâm từ tứ thiệt rồi. Bởi tâm từ đó là metta, và từ cái tâm từ mà giống như tâm từ gọi là tanh hả bê má, tức là có trạng thái như tâm từ nhưng mà là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Tanh hả bê má và metta hai cái khác nhau. Nó ta là dành cho cái người mà hành thiền để ra tới cái xỉ má sẵn phê thá, tức là vượt khỏi cái giới hạn mà của sự phân biệt đó, thì cái người đó mới gọi có tâm từ. Mà khi người mà đã có tâm từ rồi thì nhìn A B C giống nhau, nhìn người thân kẻ thù giống nhau chứ không có khác nhau tí nào hết. Còn người mẹ đó thương con đồng ý thương thiệt, nhưng mà ngay cả trong cái thương đó không phải tất cả các đứa đều giống nhau. Nên nhớ chuyện đó, có thể thương con út, con hai, hoặc thương con trai nhiều hơn, thương gái nhiều hơn, cái đó chuyện đó thành ra cái đó là giống như tâm từ chứ không phải là tâm từ. Còn người mà luyện đúng mức rồi đó, khi mà từ tâm mà nó phát sanh rồi đó thì nhìn chúng sanh giống nhau, nên là cái tâm nó rất là bình thản quân bình, nó giống nhau. Chứ còn mình bây giờ mình không biết, mình không cũng dễ cho bình thường, mình đâu có tự tâm, nhưng mà mình muốn giúp người này chưa chắc mình giúp người khác, thấy không? Mình giúp người khác đó. Thành ra mình phải tập, thì nó có kinh nghiệm riêng là mỗi người mới thấy sự khác biệt đó. Chứ còn nếu mình chưa học cái cách mà luyện tâm từ thì mình không thấy sự khác biệt đó. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa thứ nhà kính trên được tội cho con. À, nhưng mà trong cái vấn đề này con xin thỉnh hỏi sư, ví dụ như một người vợ người ta yêu thương người chồng, người ta yêu thương thấm thía, người ta là như ta hy sinh cả sinh mạng người ta để mà vì người chồng đó, lo lắng cho từ chút từ chút, từ miếng ăn miếng ngủ, rồi hy sinh tới lúc có thể cả sinh mạng luôn, thì như vậy cái tình yêu của người vợ đối với người chồng, hoặc là người chồng đối với người vợ như vậy thì có thể được gọi là tâm từ không sư? Nếu mình nói là không phải là tâm từ, nó thuộc về ác pháp, thì ác pháp làm sao mà làm được những cái sự việc là hy sinh cho cả một cái sự cái đời sống của mình cho người đó được ạ? À, con cũng tỉnh sự ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái đó không phải là tâm từ là cái chắc rồi ha. Bởi vì cái người mà vợ chồng nhau thường thường là do cái ái nhiều hơn là do cái gì khác. Bởi vì cái ái mới có sự hy sinh, chứ nếu không có ái thì không có hy sinh. Mà hy sinh nó do cái ái là tại vì mình còn vô minh nên nó phải vậy, chứ làm sao phải được. Nếu mà nói là nếu mà thương vậy đó, lo hết cho chồng nhưng mà tại sao mà không lo hết cho con, phải không? Vẫn còn sự phân biệt trong đó, những đối xử không có công bằng trong đó, thì làm sao mà nói dùng cái đó tâm từ được. Mình nhìn ngoài mình tưởng nó tâm từ, không phải. Bởi tâm từ khi mà đưa ra rồi là không có cần cái gì trả trở lại cả. Còn người vợ đó muốn chồng thương mình thương chồng, mình lo hết, muốn chồng nó thương, nó chung thủy với mình, tức là mình có cái hành động đó nhưng mà với cái sự nghĩa là trả trở lại chứ không phải là nhận không. Còn nếu mình thành cái tâm từ để mình muốn cho người đó sao thì mình lo thôi, chứ mình không có cần cái sự trả trở lại. Bởi nhiều khi mình nguyện những cái câu mình nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có quan trái lẫn nhau đó, mình đâu có cần chúng sanh nó biết mình là ai đâu, mình đâu có cần chúng sanh nó phải hành tâm từ để rải lại cho mình đâu, phải không? Nhưng mà giữa vợ chồng thì phải có qua có lại, trong ra nó không có qua có lại. Giữa vợ chồng giống như nhà băng nghe chùa con nãy vậy đó, tôi gửi tiền anh nào tôi phải có lợi, là anh giữ tiền cho tôi thì tôi phải tốn tiền cho anh, ví dụ vậy, chứ không thể nào nói là free được, không có free. Nhưng mà nếu có tâm từ thực sự là free, chứ không có cái tính cái chuyện mà lời lời lỗ trong đó. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, kính dân là từ tổ lưu tông. Thì để trở vấn đề cái tâm từ này thì cho con hỏi là nó là một cái trạng thái tâm thuộc về thiện pháp, nó là thuộc về tâm sở vô sân, mà nó có mặt ở trong thiện nữa. Thiện mà nếu mà mình nói như vậy thì một người mà muốn tập được có cái tâm từ này thì làm thế nào để cho nó khởi lên được chứ? Chứ mình ngồi cái tụng là nguyện cho tôi luôn được an vui hạnh phúc, đừng có khổ, đừng bệnh hoạn, thì cái đó là mình tụng thôi, chứ thì làm sao để cho cái tâm thật sự, cái tâm thiện hợp trí mà có cái từ tâm trong đó nó đồng sanh chung, thì làm thế nào để mà cho nó có cái nguyên nhân gần nhất để cho nó phát sanh được cái tâm từ, con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Nguyên cái nguyên nhân gần nhất là do cá nhân của mình bị đau khổ, mình không muốn người ta không có trạng thái đó. Tức là mình phải luyện từ từ để cho nó cái tâm sở à đô xả nó có năng lực. Chứ mình không luyện từ từ thì chắc chắn là cái à đô xả nó không có năng lực, mà khi à đô xả không có năng lực á thì cái tâm sở từ cái tâm từ tâm thiện lý trí xuống thành tâm 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 ác, mà tâm ác mà hợp với vô minh nữa, thành ra nó phiền lắm. Thành ra cái đó là tại sao phải phải tập là vậy đó, phải tập cho tới khi qua tới cái mức mà khó khỏi giới hạn mà của cái sự dính mắc giữa người với người với nhau. Cái giới hạn dính mắc đó gọi là sĩ má sổng phề tá, sĩ má là cái hợp hệt, sổng phề tá tức là trong cái giới hạn đó đó, tất cả mọi người đều bằng nhau chứ không có người nào hơn người nào thua được. Cái người đó như vậy, nghe luyện tới mức như vậy đó thì cái đó mới gọi là tâm từ được. Chứ còn nếu mình luyện chưa tới đó thì chắc chắn cái đó chưa chắc là tâm từ đó. Mà cái người cái đầu tiên, cái nhân đầu tiên phải do chính mình, cái đó mình phải thương mình. Ai cũng nói là tôi không có thương mình, chắc chắn là mình không biết thương mình đâu. Rồi là Đức Phật nó không không ai thương mình bằng mình ở trên, đồng ý. Nhưng mà mình chưa chắc thương mình là tại sao? Bởi khi cái tâm mình có ác pháp, mình hành thân khẩu ý có ác pháp, tức là mình đã không thương chính mình rồi. Đó. Thành ra khi mình hành những cái pháp mà gọi là từ tâm hay thiện pháp vậy đó, để làm cho những cái mà nó liên quan tới cái sự mà không biết thương chính mình đó, nó bắt đầu nó không còn hoặc còn ít. Đa số chúng ta là không biết thương chính mình đâu, mình nói cho hay chứ không biết thương chính mình. Bởi vì khi mình biết thương chính mình đó, thì nổ cái chuyện mà nghĩ xấu người ác đã là không làm rồi. Bởi vì nghĩ xấu cho người ác đó, nó là cái nhân đưa mình đi bốn đường ác đạo, mà nó mình thương mình làm sao mình muốn đi bốn đường ác đạo làm gì, phải không? Nên mình không có biết. Mà mình muốn biết mình thương chính mình hay không là khi nào là cái pháp nào nó bắt đầu khởi sanh là mình phải giật mình liền. Chứ còn mà cười cười nếu mình nghe cái người hôm qua mà kênh mình là bữa nay có người chửi vô cho người đó một một trận đó, mình cái lúc đó cái tâm mình như là tâm gì, là lúc đó mình chính mình không thương mình rồi, không chứ mình thương mình để cho cái ác pháp nó phát, mình hoan hỷ khi người khác đau khổ thì nói làm sao, cái đó là tâm não bị má thì đúng rồi chứ làm sao. Không đó, có người nói nghe như vậy hả dạ, mà hả dạ lúc đó cái tâm mình là ác pháp, mà là ác pháp là lúc đó mình nói mình biết thương mình là trật rồi, không có thương não đó. Thành ra người biết thương mình là người thân cố ý, luôn luôn phải là thiện pháp, luôn luôn phải là thiện pháp, thì cái người đó là người biết thương mình. Rồi mình dùng cái thiện pháp của mình đã có đó, mình hướng tới người nào, những người nào mà nằm trong cái giới hạn mà mình có thể làm được đó, mình cũng muốn cho họ được những cái đó, thì cái đó mới là người biết thương mình rồi biết thương người nữa, mới gọi là người có tâm từ. Còn nhiều khi mình chỉ biết thương mình mà không biết thương người cũng được, mà mình nói mình đã không biết thương mình làm sao mình thương người được. Bây giờ cứ nghĩ vậy đi nó. Thành ra thường chúng ta không biết thương mình đâu, đừng để ra ngoài mà dẫu ngực tôi thương tôi nhiều hơn ai không không có được đâu. Mô bích thai giá. Xa thứ bây giờ kính dân từ toàn lưu toàn. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ chuẩn bị đi đưa lên nha, chúng tôi hỏi là phụ cho
cần đạo lên chút xíu. Thì như sư nói được, mình không biết thương thương mình. Em con thấy vấn đề này á, thì ví dụ như những cái thân của mình nó bị bệnh, cái mình thương nó quá, mình lo cho nó, mình chăm sóc đủ thứ, thuốc men bác sĩ, rồi nó đói mình lo cho nó ăn, nó lạnh mình lo cho nó ấm. Thì như vậy có phải là mình có tâm từ với chính bản thân mình không sư? Dạ, con cũng thành sư. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Triều Tôn Hiền Giả Kính Thưa Triệu Chị. Mình cũng chẳng có tâm từ cho mình nữa, mình cũng chẳng thương mình đâu. Khi mình bệnh mình chăm sóc, nhưng mà mình nhớ đó, mình chăm sóc với cái kiểu mình không biết gì hết, mình làm với cái năng lực của vô minh. Khi mình ăn cũng vậy đó, mình đói mình ăn cho no, nhưng mà biết rằng có bao nhiêu cái thứ ở trong cái thức ăn nó hại mình không, mình đâu có biết. Mình vẫn quất tuốt nó. Đó. Và khi nào buồn buồn á, mình ra mình làm một một ly để phạm cái giới thứ năm chơi, như vậy mình nói mình săn sóc cho mình cho được, phải không? Mình cũng không biết thương mình, mà mình không biết cách săn sóc để cho mình được một cái lợi ích nào đó, chứ không phải mình nói mình biết thương mình thì dễ đâu. Quý vị mà học có nhiều cái điều kiện để đi học Phật pháp rồi, không biết cái người mà biết thương mình đó, là cái người đó như thế nào. Không bao giờ có sự suy nghĩ ác, không bao giờ có hành động ác, không bao giờ có cái khẩu mà nói lời để cho người khác đau lòng hay là đau bụng gì đó. Bởi vì họ không nói ra, không phải người họ thương người khác, mà không nói ra, không suy nghĩ đó như vậy, không làm điều đó, tại vì họ chính bản họ. Mà khi họ thương chính bản thân của họ rồi đó, rồi mới họ mới có khả năng để họ thương người khác được. Trong bản thân mình không biết thương, làm sao mình thương người khác được, phải không? Mình cứ suy nghĩ vậy đi. Mà chúng tôi nói cái căn bản nhất là nếu mà cái tâm mình, cái sự thân khẩu ý mình là ác pháp, thì mình cái người đó không biết thương chính họ rồi. Mà không biết thương chính họ rồi mà họ có gặp mình, họ thề non hàng biển nhà lo cho anh cho em suốt đời, nói những câu rất hay rất ra, chứ quý vị đừng có tin. Quý vị tin thì quý vị không phải bán lúa giống không, mà bán cả nhà luôn. Ở đó cái người biết thương chính họ là cái người không giờ có thân khẩu ý là ác pháp cả. Mà thân khẩu ý họ không ác pháp, họ mới thấy cái giá trị của cái chuyện rồi cái thân khẩu ý là thiện pháp, thì họ mới có thể họ tập để cho người khác có được như họ. Bằng nhiều trường hợp, trong có trường hợp mà nghĩa là dùng cái năng lực tâm từ để hướng đến cho họ. Còn nếu không thì mình đừng bao giờ mình hy vọng mà mình độ ai đó. Mình nhớ là trong thời gian mà Bồ Tát mà chưa thành Phật đó, Ngài cũng có chỉ nghĩ là tạo ba la mật để độ người khác, nhưng mà trong thời gian đó nó độ ai ít lắm. Ngài chỉ tạo những cái môi trường để cái cộng nghiệp của người đó, rồi khi Ngài đắc thành chánh đắc chánh đẳng giác Ngài mới độ được. Cho lúc đó mình không phải dễ đâu đó. Mình mới hành ngày trước ngày sau, cái mình đi ra cái mình nổi để cho người ta biết mình như này như đó. Cái đó không phải là thương mình đâu, mình làm cho chúng ghét thêm cho thương gì. Mình thương là mình phải làm sao để tâm mình là thiện pháp, mà làm sao để cái quần chúng xung quanh mình nó cũng muốn theo, bắt chước theo mình để nó làm những cái hành động mà được gọi là thiện pháp như vậy ha. Chứ còn mà mình có những cái sơ hở mình không thấy mà nó ra mà mình nói tâm từ tâm bi vậy là nó kênh mình, chứ là ở đó mà nó nể mình à, phải không? Nam mô Bụt Thầy Giá. Xa tới xa tới kính thưa từng tòa lưu tông, như sư nói nãy mấy cô mà hứa hẹn yêu thương suốt đời nên cái đó con bị cũng nhiều rồi sư. Cái đó là nhiều khi mình cũng xếp bị lầm. Thấy có định tại xong tôi có câu hỏi rồi trả biết lời cho rồi mà dạ mô Phật. Dạ, con kính đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, chi pháp của tâm từ là tâm sở vô sân. Bị tâm sở vô sân trong lúc tụng kinh
lễ bái tam bảo, nghe pháp hay làm các việc phước thiện có phải là tâm từ hay không thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái tâm sở mà gọi là vô sân mười được gọi tâm từ, nó có đối tượng riêng của nó. Còn cái đối tượng mà khi mình tụng kinh lễ bái tam bảo đó, đối tượng đó không phải là cái đối tượng của cái tự tâm, mà đối tượng của tâm sở vô sân. Khi tâm sở vô thân mà được gọi là tự tâm đó, đồng ý là chi pháp của nó là đô xạ chê tất cả. Nhưng mà nó có cái đối tượng là nghĩa là muốn cho tất cả những cái chúng sanh mà ở trong cái sự suy nghĩ của mình đó, nó thoát khỏi những cái điều mà mình gọi là đau khổ hay gì đó, tức là một cái người đó nghĩa là có cái sự hy vọng, để hy vọng tốt cho tất cả các chúng sanh, chúng sanh mà trong cái giới hạn của mình mà mình muốn rải vậy đó. Thành ra khi mà cái chúng mình khi nào có cái những cái đối tượng như vậy đó, thì cái đô xả mới gọi là metta, còn ngoài ra thì không gọi là metta được, không gọi là metta. Chứ thành ra trong bốn cái loại tâm sở đó mà gọi là từ bi hỷ xả đó, mỗi một cái loại như vậy đó nó đều có cái đối tượng riêng hết, chứ nó không có đối tượng nào giống nhau được. Có những cái đối tượng mà mình khi mình nghĩ tới cái người đó thì cái đó từ cái lúc đó tôi là tâm sở bi chứ không phải là tâm sở metta, hoặc là cái tâm sở hỷ chứ không phải là tâm sở bi được. Thành ra tùy theo cái đối tượng mà cái tâm sở vô sân nó được gọi là vô sân, một tâm sở vô sân bình thường hay là tâm sở vô thân là tâm từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ xuân kính tri ân ngài. Dạ con thấy hỏi có lúc được lúc không. Bạch ngài, con đọc trong kinh vị thầy có tâm từ, lo cho đệ săn sóc và lo cho đệ như đứa con ruột của mình. Con thắc mắc là giữa tâm từ ái của người mẹ lo lắng cho đứa con thì con hiểu, nhưng giữa vị thầy sao hiểu là tâm từ đúng nghĩa của thiện pháp? Và con xin dâng mít này ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thực sự ra đó thì cái tâm sở vô sân mình gọi là tâm từ đó, là cái tâm đó khi nó phát sanh đó, nó có là tất cả những chúng sanh mà cái người đang hành cái pháp đó là có cái sự tưởng tượng, cái sự hy vọng tốt đối với người đó. Còn nếu mà mình lúc đó cái tâm mình không có cái đó thì không có, thì không thể gọi tâm tưởng, mà nó là cái khác. Thành ra cái từ có hai loại mà tình thương, mình dùng chữ tình thương cho nó dễ ra là tình thương. Thứ nhất là từ tâm, tức là vô hận, metta adosa, hay là mình gọi là từ tâm đó, metta adosa. Thứ hai là một cái thiện tánh được thể hiện bằng cái sự thông cảm, không có sự phân biệt. Thí dụ như giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, thì cái đó nó gọi là
cái pháp, cái một cái tánh tốt giữa đối xử với nhau mà thôi, chứ nó không có phải là từ tâm. Bởi vì nếu mà từ tâm mà nó có cái sự phân biệt, có giới hạn, thì cái đó không gọi là từ tâm được. Thành ra nãy chúng tôi mới nói là cái đó đó, cái thiền pháp thông thường giữa cha mẹ vợ con hay là gì đó, người bạn bè ở nhau đó, thì mới gọi là tanh hạ bi má là vậy đó ha. Tức là nó giống như tâm từ nhưng mà nó không phải tâm từ, không phải là tâm từ. Thành ra có thường thường mình trong kinh điển mới giải thích là tâm khác mà tình thương khác, hai cái khác nhau. Với cái từ tâm đó là cái mình phải tập nó mới có, còn cái tình thương thông thường mình có giữa cái người cộng nghiệp với nhau là có rồi, chứ không có ấy ha. Thành ra đó là cái mình cần phải phân biệt để mình thấy nó như thế nào ha. Chứ còn nếu mình không phân biệt thì mình cứ nghĩ rằng thôi cha mẹ thương con, là cha mẹ có tâm từ với con thì không có dắt đâu. Chắc nhiều với nó cái đó chỉ là tình thương thông thường mà thôi, chứ không phải là metta dosa. Metta dosa là phải hành mới có thể có được, chứ còn nếu không là không có được. Thành ra đó là cái mình cần phải phân biệt để mình hiểu. Còn cái sự mà mình gọi là tâm tự ái của cha mẹ lo lắng đứa con hay là như ấy rồi này kia là không có hẳn là metta dosa. Đồng ý là thương nó có thể là thiện pháp nhưng nó cũng có thể là ác pháp như thường. Chứ không phải lúc nào cha mẹ thương con cũng là thiện pháp. Nên là mình có những cái trường hợp mà mình không có để ý ra, rồi mình không có thấy, cho mình để ý mình thấy là nó tại sao mà nó với trong cái sự thương con của cha mẹ đối với con nó vẫn có sự so sánh. Mà khi nó có sự so sánh rồi nó có những cái gì trục trặc trong đó đó, chứ không phải là nó dễ giống cái người mà có tâm từ mà suy nghĩ tới cái người khác mà muốn cho họ được tốt đẹp an vui luôn luôn như vậy. Bởi vì họ có tốt hay không tốt thì nó không có hại tới mình, mà mình chỉ mong ước để họ có được những cái đó như vậy thôi. Còn cha mẹ lo cho con, thương con là thương thiệt, nhưng mà phải muốn cái vẫn có cái muốn nó phải về phải như kia nhưng mới được, chứ không phải là thì không chứ không phải dễ à. Hoặc là nó có điều kiện gì để được cha mẹ thương như vậy thôi à, cái nó khác nhau, nó mô tả vậy. Dạ, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong việc thực hành tu rải tâm từ có các ấn chứng út gá há ní mít tá ba tí ba gá ní mít tá hay không thưa sư? Dạ, con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, nếu mà nói ním mít về ra thì nó cũng có, nhưng mà cái đó là nó dựa vào dòng số cái điều kiện để gọi là ním mít về thôi, chứ còn không thể nói. Bởi vì tất cả những cái đề mục nào mà đắc thiền á thì nó đều có ním mít hết á. Còn những cái đề mục mà trong 40 đề mục của thiền chỉ á thì chỉ có 28 đề mục đắc thiền thôi, còn 12 đề mục còn lại thiền thường không có cái 28, đúng rồi, thì không có ấn chứng. Nhưng mà người ta vẫn giả định là nó có ấn chứng, là tức là cái gọi là ục hà ni mít tà đó, tức là có cái đó. Nhưng mà thật sự thì cái nào đắc thiền thì có, còn cái không đắc thiền thì không có. Với đắc thiền nó phải có những cái niêm mít như vậy rồi mới làm cho cái định nó phát sanh, chứ nó không phát sanh thường thường. Nhưng mà có những cái này nó rất là trừu tượng, trung tâm tinh đạo cũng giải thích mà không có rõ ràng mấy cái đó.
rất là tưởng tượng. Nhưng mà họ chỉ cho anh biết là khi nào mà những cái nào mà đắc thiền á, mà thuộc loại mà thô thiển chút á, thì nó rất rõ ràng. Còn nếu mà những cái nào mà không có nghĩa là hơi vi tế á, thì họ cũng tính vậy, nhưng mà cái đó thì nó rất là trừu tượng chứ nó không có rõ ràng. Nó mô bất thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, giả dụ ta có tâm từ với đối tượng nào đó, nhưng khi đối tượng đó mất đi mà mình khởi đau buồn, thì có phải đúng là tâm từ hay không thưa sư? Và con kính gửi mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái đối tượng tâm từ không phải là một hai mà mất đi hay còn mất. Đối tượng của đó là tất cả chúng sanh mà mình có cái sự thương tưởng hay mình có cái sự mong cầu để ấy được an vui. Đó. Thành ra nếu mà như vậy thì nó đâu có một hai chúng sanh gì đâu. Thành ra thường một trong những cái mình nguyện là sập bê sạp ta đó, là vậy đó, tất cả các loại chúng sanh, sập bê ba na, tất cả các loại hữu tình, sập bê bục la, tất cả mọi người, sập bê Tạp hào quá bà rí bành na, tất cả chúng sanh có tự thể. Thành ra cái này là không có một hai người gì đâu mà khi mà mất hay không mất, không có đâu ha. Thành ra khi mà luyện tâm từ là luyện nó rộng rãi hơn nhiều là mình nghĩ thông thường. Mà ngay cả trong cái những cái điều cần biết mà trong cái án xứ mình niệm, mà nó có tới 8 chuyện chứ không phải 4 chuyện. 4 cái là trợ tụ lắc hành hạ và 4 cái sau là nó thêm vô. Thí dụ như là trạng thái của tâm từ là gì? Tức là động lực để thúc đẩy thân khẩu ý mình trong việc mong cầu lợi ích cho chúng sanh. Nhớ là chúng sanh chứ không phải một vài người, không phải một đối tượng nào đó, cho chúng sanh. Tức là không có sự phân biệt. Cái thứ hai đó là phận sự đó. Phận sự là mang lại lợi ích cho chúng sanh, cũng là chúng sanh chứ không có phải ấy. Cái thứ ba là bạch chủ, bạch thanh na, từ nhân thành tựu đó. Thì nhân thành tựu là ngăn ngừa mọi sự thù hiềm. Đó, thì mình hành cái đề cái thiện tâm từ tới mức qua khỏi si ma sống về ta, tức là ngăn trừ được mọi thù hiềm. Cái thứ tư là bạch đắc thả na, tức là điều kiện cần thiết đó. Và luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp khả ái cho chúng sanh, không bao giờ nghĩ đến điều xấu xa không tốt. Cái đó là cái điều kiện cần thiết để tâm từ nó phát sanh, để tâm từ nó phát sanh. Còn cái bốn cái tiếp thì thứ nhất là sammatthi, là sự đầy đủ đó. Sammatthi, sự đầy đủ, tức là viên mãn. Vì lòng quán hận nó ngăn trừ trong cái thời gian mà thiện là chưa hoại, thiện là chưa hoại. Cái thứ hai là quý bạch tỳ, là sự thối nát.
là cái sự tan nát do lòng vị kỷ thì không có, không có trong cái khi mình hành gắn xứ tâm từ tới nơi. À, kẻ thù gần cũng không có, kẻ thù gần là sự liên ái cũng không có. Rồi cái thứ tám là kẻ thù xa đó, tức là lòng hiềm hận cũng không có. Thì người hành tâm từ đúng mức thì được viên mãn thổi thoát kẻ thù gần, kẻ thù xa, cái đó đều không có, đang ngăn trừ được. Thành ra nó không có phải là một người thôi, không phải một mất mọi mà có trạng thái này trạng thái kia, bởi vì tâm từ là luôn luôn hướng đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thúc, sa thúc, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tri ân ạ. Dạ, kính bạch ngài, tâm từ và tâm bi khác nhau ra sao? Đâu là cái thiết thực lợi tha trong đời sống tu tập? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tổ mẹ giả kính thưa chư vị, hai cái khác nhau vì đối tượng nó khác nhau thì cái pháp hành nó cũng khác nhau. Tâm từ là đối với tất cả chúng sanh mà mình có sự thương tưởng, có sự mong muốn để người ta được sự lợi ích, sự hạnh thông, sự tốt lành. Còn tâm bi tức là cái tánh mà của cái người mà rung động trước sự đau khổ người khác, khi mình thấy người khác đau khổ thì cái pháp đó được gọi là bi. Hai cái khác nhau. Một cái là mình thấy cái người đó cần cái tình thương, còn cái người mình muốn cái người khác là để thoát khỏi sự đau khổ. Hai cái khác nhau thì nó hơi khác chứ làm sao nó giống nhau được. Thật sự thì cả hai cái đều cần thiết, bởi vì cả bốn loại từ bi hỷ xả này có bốn loại chúng sanh khác nhau, mà bốn loại chúng sanh là nó ở xung quanh mình đầy đủ hết á. Thành ra nếu mình luyện thì mình phải luyện cho nó đủ. Còn mà liên một cái tâm từ không, nhiều khi tới mình gặp cái chúng sanh loại khác á, cái tâm từ không có dùng được thì người mình nó vẫn phiền não như thường á, làm ra. Nhưng mà cái từ bi hỷ hỷ thì còn luyện dễ, nhưng mà cái xả khó luyện lắm á, cái xả nó khó luyện hơn mà cái từ bi hỷ. Nó một bất tài á. Dạ, sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời Hạnh Duyên cầm mic lên hỏi trực tiếp với ngài nha. Xin mời Hạnh Duyên. Dạ, con Hạnh Duyên, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Liệu Tâm, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Con đảnh lễ quý cô tôn nữ và con kính lễ đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Dạ. Cho con có một câu hỏi để vì đáng lẽ là con cũng không dám hỏi câu này, nhưng mà con thấy ngài đang có nhiều nhiều cô chú anh chị đang hỏi về cái chủ đề tâm từ, nên là con cũng xin xin có ngài có cái cõi và cái sự chia sẻ. Dạ thì con hỏi cái vấn đề nó hơi 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 tế nhị và đi vào cái chủ đề cụ thể, là ví dụ như là trong những ngày qua thì con được dự lễ dân y trong miền Nam á, thưa ngài và đạo tràng, thì hôm qua con cũng có cái chuyện với đạo tràng, thì chiếc cô Mita hoặc là Thi Lâm mà chắc cũng biết. Thì ví dụ như là khi mà con đi lễ một số chùa thì con gặp một số vị sư, thì thiệt hay giả thì con không biết, nhưng mà con biết là chắc chắn là không được chùa mời. Thì
con chỉ biết chắc chắn là cái điều mà không được chùa mời là con biết chắc chắn, còn thiệt hay giả là con không biết. Thì mà con đi có người con gặp 2-3 chùa luôn rồi. Khi mà tụi con mà cúng dường chữ tăng á, thì bị đó cứ níu áo tụi con, hoặc là bắt tụi con, hoặc là nói tụi con là hãy cúng dường cho vị đó đi, chứ vị đó từ xa tới đây, vị đó từ An Giang tới không có tiền gì xe, rồi vị đó thế này thế kia. Thì ban đầu á, thì lúc đầu mà khi mình như vậy á, thì con cũng khởi lên cái tâm là con mình cũng hiểu vấn đề, nhưng mà con nghĩ là thôi, giống như có thể là thiệt hoặc là có thể là giả, nhưng mà con nghĩ thôi, nếu mà thiệt thì chắc là vị này tu thiếu phước, hoặc là cũng cái về cái sự nó cũng khó khăn trong cái duy trì cuộc sống hàng ngày nên mới làm vậy. Hoặc là nếu mà giả thì chắc người ta cũng túng quẫn quá nên là người ta mới đi làm điều như vậy, nên là thôi kệ. Nhưng mà lúc đó thì chợt trong cái tâm con nó khựng lại, con nói thì con nhìn như vậy thì con không, giống như mình cũng khởi lên cái tâm là nhưng mà những cái hình ảnh như thế này thì rất là làm ảnh hưởng đến đến chức tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Nó làm mất đi cái hình ảnh, nó ảnh hưởng rất là lớn. Và con thì cũng là một Phật tử mới, thì con cũng xét trong tâm mình, nếu mà con đã được trước khi đi dự lễ và khi mà ấy, thì con cũng đã được sư phụ Pháp Trang á, là cũng nhắc nhở con về những cái điều này rồi. Chứ nếu mà không được nhắc nhở là chữ tăng không có vị này vị kia, hoặc là không được nhắc nhở những cái trường hợp như thế này á, thì con rất là dễ có cái sự mà nhìn sai lệch. Thì á, con nên là ví dụ như khi gặp những cái trường hợp như vậy thì con không biết. Thì con rồi cuối cùng thì con cũng thản nhiên thôi, nhưng mà con thật sự trong lòng con thì con không biết dùng cái tâm gì mà để đối diện với những cái trường hợp như vậy thưa ngài. Và con xin ngài cho con cái lời khuyên để mà ví dụ sau này thì chắc chắn thì con cũng sẽ gặp lại những cái trường hợp như vậy, thì con phải nên như thế nào là nó hợp lý và nó tốt nhất. Thì con xin bạch ngài, dạ con xin dâng biết đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Gặp trường hợp mà mình dùng tâm từ không được, tại vì mình không có tâm từ, tâm bi cũng được, tâm hỷ cũng được, thì mình dùng tâm xả chứ có ai đâu. Thực sự ra nếu mình không chắc họ là nhà sư thì mình không có nên cúng dường. Nói trong trường hợp mà họ không có đủ khả năng đi làm kiếm ăn thì chẳng nào đi ăn mài mình giúp. Nhưng mà giả dạng nhà sư thì không có nên giúp, bởi vì mình làm nghề đó, tức là mình nghĩa là cộng nghiệp với cái những người mà làm cho giáo pháp suy đồi thêm, mình cũng cái nghĩa là mình đóng góp thêm một viên đạn, một viên gạch cho sự suy đồi của giáo pháp. Thứ nhất, cái thứ hai đó, người mặc y mà lên tiếng xin là không phải nhà sư rồi. Nhà sư không bao giờ mở miệng xin, bởi đó luật cấm. Nhà sư đi xin bằng cách im lặng, dùng cái thân để xin chứ không phải dùng cái miệng. Vậy là nhớ chuyện đó, dùng cái thân để xin chứ không phải dùng cái miệng. Nhà sư thí dụ đi bát như vậy, nghĩa là ai kêu mời, thỉnh mời thì dở nắp bát ra, còn thỉnh thì thôi. Chứ không phải thấy người đó có đồ ăn ngon đứng lại dở nắp bát ra để cho người ta dẫn cho mình, cái đó cũng không có được. Xin mở miệng để xin hoặc là giấu để cho biết mình cần cái đó, Đức Phật cấm, không cho chư tăng làm. À, còn nếu trong trường hợp những người mà ta tự trọng giúp, ta biết ta không có khả năng mà để nuôi mạng được thì ăn mài, thì mình giúp ăn mài vẫn có phước. Chứ mình giúp cái kẻ mà phá đạo thì nó không phước báo gì hết, mình nhớ chuyện đó. Không có gì mà phải lo, nằm một bức thai vậy.
Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, sự giống và khác nhau giữa các tâm vô ký á bí a cá ta và tâm di tá khí rí gia chích tá là chỗ nào? Tại sao ba sở hữu tâm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không hùng với các tâm di tá? Và con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Apayakata hay là tâm vô ký nó gồm có cả tâm di tác và tâm quả. Còn nếu mà nói tới tâm di tác thì chỉ có tâm di tác không mà thôi. Chư kriya chitta hay là trong các bản Bali mới sau này họ dùng chữ kriya chitta, hai chữ cùng nghĩa nhau. Kriya hay là kỳ đi ra thì giống nhau hết, nó là sẽ giống nhau và khác nhau chỗ đó. Còn ba sở hữu chánh ngữ chánh nghiệp không có trong hợp với tâm tài gì tâm di tác, ngoại trừ cái hai cái tâm mà ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm thôi, còn tất cả tâm di tác còn lại đều phát sanh ở bậc a la hán. Bậc a la hán thì chắc chắn là ngài không có giữ giới khẩu, giới mạng, giới gì đó. Vậy mấy cái đó ngài đã tròn đủ rồi, ngài không có cơ hội để làm ác, thì ngài không có giữ giới. Thành là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có. Thành đó lý do tại sao mà ba tâm sở giới đó không có phát sinh ra các vị A-la-hán. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, bạch ngài cho con có câu hỏi. Khái niệm mà niết bàn tại thế, tịnh độ nhân gian, tịnh là Phật, mê là ma, có trong Tam Tạng Pali không ngài? Dạ, con xin gửi mít định đến cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Tâm tạng Bali thì không có những cái khái niệm đó đâu. Còn niết bàn thì thường thường trong Bali đó định nghĩa rõ ràng, chứ không phải ngay cả trong bài kinh mà Phạm Giống đó, thì có trong đó có năm loại niết bàn là thiết tha thầm á niết bàn á đó. Năm loại niết bàn hiện tại đó là tà kiến chấp, người nào mà có giữ có ý nghĩ về năm loại niết bàn đó đều là tà kiến. Quý vị vô kinh Phật Giáo coi sẽ thấy năm loại niết bàn đó là của đám tà kiến đó chủ trương, chứ không có vậy. Còn niết bàn trong cái giáo pháp Đức Phật thì chỉ có một thôi, nhưng mà thường thường niết bàn ngài trực tiếp mà ngài dùng những cái pháp mà đối nghịch để ngài trả lời. Hôm nay quý vị thấy có nhiều chỗ ngài nói không giống nhau, trong Bali là vậy. Khi nào gặp trường hợp nào thì mình phải coi chú giải nó giải thích thì mình sẽ thấy rõ ràng trường hợp đó, chứ không có khó khăn gì. Nam mô Phật Thầy.
Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của tri ân. Dạ kính bạch ngài, cha mẹ thương con phải như thế nào để đúng nghĩa tâm từ và không phải là ái? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu muốn có được cái đó thì phải tập, chứ không tập tự nhiên là có tâm từ thứ thiện đâu có được. Phải có tập à. Tập đàng hoàng, tập từ từ, từ giống như lật thân tình đạo ra coi tập cái đề mục đó như thế nào, rồi khi đắc thiện đắc như thế nào, thì lúc đó cha mẹ muốn quay phòng làm việc với con là ta có tâm từ phải tập, chứ không khi không có cái gì khi không mà có được đó à. Mới có nhân duyên đâu đó, muốn có tâm tự thì phải tập tập đề mục đó đó, đề mục để thành metta đồ xả đó, chứ còn hay không mà nó có tâm tự không phải dễ. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ anh chị có câu hỏi gì không nữa ạ? À? Dạ con đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có câu Pali: Chê tá ná hăng bích khá quê khâm măng quá đa mí. Này chư tỳ kheo, Như Lai giải sự: Chê tá na cố ý là nghiệp, như vậy tâm sở tư. Chê tá na trong tâm thánh đạo tạo nghiệp hay diệt diệt nghiệp, tâm quả hiệp thế là thành tựu của tâm sở tư. Vậy từ tâm đạo sang tâm quả siêu thế là thành tựu của tâm sở tư hay là kết quả của sở hữu trí tuệ? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì cái tâm sở tư đó là mình cái câu đó vào cho nó hết, chứ còn mình học như vậy thì mình nói như vậy nó không có chính xác. Nhưng mà tôi cũng quên, để thằng coi quên nguyên cái câu đó, nó dài chứ không phải chê tà nắng với cầu hê cầm măng qua tâm lý đó, chứ không phải là nó ngắn như vậy đâu. Chúng tôi có ghi đâu đây nè, tại lúc nào mình cũng nói chê tình nạn với cà phê cầm măng quá tà mí là nó không có hết chuyện được. Thành ra nó có nhiều chuyện để nói trong cái đó vậy lắm, mình cũng biết chúng tôi ghi cái đó nó nằm đâu. Tại vì chúng tôi sợ nhiều khi mình hiểu lầm, mình nói nó không đúng là phải ghi lại hết, chứ không có cái câu đó, chỉ có một nửa đoạn của cái câu mà Đức Phật nói thôi. Nửa câu của ngài nói thôi, thành ra cái tâm quả, còn cái thứ hai là trong thánh đạo, tâm thứ tư trong thánh đạo, không cái tâm thứ tư trong thánh đạo nó vẫn là nghiệp như thường. Nhưng mà cái đó họ gọi là cái gì? Nghiệp không trắng không đen, nghiệp không trắng không đen, sở tư trong đây cái tâm thánh đạo đó, tức là nghiệp đó không có cho quả gì sao, và không trắng không đen. Thành ra cái tâm tâm quả hiệp thế thành tựu thì tâm thứ tư như vậy, tâm đạo chứ tâm quả siêu thế cũng vậy thôi, nó cũng là nhân quả liên quan. Nhưng cái quả cái tâm sở tư mà trong siêu thế gọi là cái tâm sở đó, gọi là cái nghiệp mà không trắng không đen, nghiệp trắng cho qua trắng, nghiệp đen cho qua đen, mà không trắng không đen là không có cho quả. Đó là chỗ đó là cái cũng là nghiệp như thường, nó cũng là nghiệp quả với nhau, nhưng mà nó lại không có giống như cái nghiệp quả hiệp thế. Nghiệp quả ở thế là nó có thời gian nó mới cho quả, còn cái nghiệp siêu thế đó là nó akaliko, tức là nghiệp quả nó dính liền nhau, nó làm gọi là
trong Bali của cái bộ cuối cùng gọi là Makkhanantara, gọi là Makkhanantara Chetana, tức là Chetana cho quả đi liền chứ không có ấy. Này, xin trả lời dẫn tắt về để chúng tôi tìm ở câu kia đấy, bởi vì chỗ nào tôi sẽ tìm ra để tôi đọc ra nghe. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thúc, dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, đầu tràng, có anh có câu hỏi không ạ? Dạ, con kính gửi mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, ông tìm thấy rồi. Đức Phật thiết cái chữ cái đó, cái chuyên nghiệp này trong tăng kinh tăng chi sáu pháp. Chê tình hẳn phích khả vệ cầm măng quá đà mí. Chê tại giết toa cầm măng cà rô tì ca dê ná qua trà giá má ná xả. Đó là nguyện cầu trong tăng chi. Nguyện cầu trong tăng chi đó. Này các tỳ kheo, sự cố ý là duyên thúc đẩy cho các hành động được thành tựu bằng thân khẩu ý. Bằng thân khẩu ý do nhân này như lời phán là sở hữu tư chính là nghiệp, tức là nó phải thành tựu. Cái này nó thành tựu là gì? Nó chê thắng phía cà vê cầm măng quá đa mí là chê tạ giết to cầm măng cà rô tị ca dê ná, từ thân nghiệp đó, và trà giá mà nó xả từ thân khẩu ý nghiệp, thành ra cái tư là nghiệp. Nó có thể nó cho quả tốt hoặc cho quả xấu. Tùy theo cái tâm sơ tư nó nằm trong cái động tốc nào, động tốc là ác pháp hay là động tốc của như vậy, thành ra tư phát sanh. Nghĩa là mình nói, nếu mà nói nghiệp thân khẩu ý đó, thì cái tâm sơ tư chỗ này nó phát sanh trước khi con nghiệp, tức là bộc phá pha khá thâm ma. Bali là bộc phá, tức là nó phát sanh trước cái nghiệp khẩu. Nghĩa là còn cái nghiệp là pháp phát sanh sau khi mà tâm sở tư nó đã thành tựu cái đó. Nó là bạch trả, và đó là cách trình bày theo phân loại của các ngài, của chú giải đó. Thành ra chú giải là nghiệp, chú giải giải thích như vậy là chú giải kết luận nào trong trong cái không biết trong chú giải của trong bộ kinh thì phải đó, chú giải của bộ kinh là Kasma Chetana Kamanti Vutta Chetana Ula Kata Kamasa. Do đó Đức Thế Tôn mới phán rằng tư được gọi là nghiệp, bởi vì chính hành động đó được thành tựu do tư làm gốc. Đó, thành ra khi mình dẫn chứng câu đó là phải dẫn chứng luôn cả phía dưới. Tức là chê tình hẳn thiết khả vệ cầm măng quá đa mí chê ta tô cầm măng cà rô thị cà dê ná hoa chà giá má ná xả. Chứ còn nếu mình nói không chê nắng với người cầm măng quá tà mí thì theo chú giải giải thích cái đó là nó không có được hoàn hảo cho lắm. Nam mô Bụt Thầy giác. Sao thưa thấy định tể tu đó, kính tri ân sư, con xin đọc câu hỏi của tri ân. Dạ kính bạch ngài, cha mẹ không biết Phật pháp nên thường quý những đứa con giàu thành đạt và thường quên lãng những đứa con nghèo, sự việc này có tạo nghiệp không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, khi nào mình có tác ý, tức là mình có tâm sở tư mới để thích rồi đó, thì đều tạo nghiệp chứ làm sao không tạo. Tâm sở tư tất cả đó, động tốc đều tạo nghiệp hết đó, chứ làm sao không tạo đó. Thế nào mình con người đã muốn cho đời sống nó vui vẻ thì khi suy nghĩ phải suy nghĩ cho tốt, làm cũng phải làm cho tốt.
chúng ta thường dùng danh từ là suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Bởi vì khi mình chưa suy nghĩ, mình tại sao phải suy nghĩ trước khi nói? Câu nói mình chưa nói ra mà là chủ của câu nói đó. Thành ra cái sự suy nghĩ nó giúp cho mình nên nói không nên nói. Nhưng khi mình nói ra rồi thì mình là nô lệ của cái câu nói đó. Đó, thì mình nói tốt thì mình hưởng cái quả lành, mà mình nói xấu mình nói quả xấu, cái đó là khẩu nghiệp. Thành ra phải suy nghĩ trước khi nói, trước khi làm, là trước khi suy nghĩ nữa, để mình tránh cái trường hợp mình là nạn nhân của chính cái sự suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ là mình phát ngôn liền, mình phải suy nghĩ coi nên phát ngôn hay không nên phát ngôn. Chưa phát ngôn vẫn là chủ câu nói đó, nhưng phát ngôn ra xong là mình là nô lệ câu nói đó liền. Thành ra bây giờ cũng tạo nghiệp rồi đấy, chứ không phải không. Thành ra mình thương con thì cũng thương theo cái sự hy vọng để cho nó được trở thành người tốt, thì mình dạy nó cũng dạy nó như vậy. Nhưng mà mình phải suy nghĩ trước khi mình muốn chơi nó. Bây giờ mình chơi nó dẫn tạo nghiệp, vào con mình thì nó chơi nó dẫn tạo nghiệp, bởi vì cái tâm lúc đó là tâm xấu. Mình tạo nghiệp chứ không phải là tại vì mình chơi con hay là mình tạo nghiệp, không phải. Cái tâm mình xấu là nó thành nghiệp xấu chứ không có tốt gì đó. Là coi chừng, cẩn thận trong những cái thần khẩu ý của mình mới được. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thúc, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi không ạ? Dạ, con xin có một câu hỏi. Khi hành giả nhìn thấy cuộc sống là một đắp đổi liên hồi của các hiện tượng sanh diệt thì có tác dụng gì ạ? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị, thấy thấy cái kiểu nào, thấy theo chế định pháp hoặc là thấy theo chân đế pháp, cái nào phải biết rõ mới được. Chứ mình thấy theo chân đế pháp thì mai ra còn có quả tốt, chứ mình thấy theo chế định pháp thì chắc chắn là chưa có tới đâu cả. Ngày người pháp học này nó rành rẽ ta cũng thấy được theo chế định pháp, nhìn chắc sinh diệt gì ông sùm á, thấy và thấy rõ ràng là chân đế pháp, tức là sau khi thấy danh sắc biết danh sắc là cái pháp nó phải sanh diệt, mà thấy rõ ràng trong pháp hạnh thì cái đó mới là có quả tốt. Còn cái kia thì thấy chơi cho vui vài bữa rồi chứng nào thật nấy. Nam mô Phật Thầy giá. Sa thú, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư giảng, loại tham ái hợp đoạn kiến, quý bá quá tăng ha, và tham ái hợp thường kiến, bá quá tăng ha, nghĩa là thế nào? Dạ, kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự đó, nó có nhiều cái ở đây chúng ta phải phân biệt nhiều cái để nói, chứ không phải nó ít giống như mình hồi xưa giờ mình tưởng ấy, tức là hữu ái đó. Ở đây hỏi hai cái là hữu, thứ nhất là hữu ái với phá quá tình hạ, chứ phải quy phá quá tình hạ, phải không? Phải cái này nè, bởi vì những cái này nó phát sanh cho cả cho phạm nhân, gọi cho cả bậc thánh nữa. Cái hữu ái phi ái nè, chẳng phải là chỉ cho phạm nhân không mà thôi đó. Thường thường hữu ái đó gọi là phá quá tình hạ, là hữu ái tức là sự thích thú trong các cảnh, là kiến cho rằng tất cả đều trường tồn
nói theo chi pháp thì hữu ái đi đôi với thường kiến. Hữu ái là tham đi đôi với thường kiến, mình cái đó là hữu ái. Thì các nhà chú giải là chiếc tự cho hữu ái đó, phá quá là gì? Phá quá tỳ tỳ phá vô, chấp nhận một bản ngã thường hằng trong sáu cảnh gọi là hữu. Hữu trong trường này có nghĩa là thường kiến. Phá vô chà sổ tanh hả chà tị, phá quá tanh hả, ái đi đôi với thường kiến được gọi là hữu ái. Ba là trường phá quá tanh hả. Nhưng mà trong sổ tanh tả mã quá khá thà cà thả này, nói trong thà cà thả thì hữu ái có năm loại. Hữu ái không là này chỉ nó hữu ái phá quá tanh hả năm loại. Thứ nhất, thú trong dục hữu, tức là muốn được làm người hay là chư thiên cõi trời dục giới. Cái thứ hai, thích thú trong sắc hữu, tức là rù bà phá quá, tức là muốn trên được làm phạm thiên hữu sắc. Cái thứ ba, thích thú trong vô sắc, tức là rù bà phá quá trong nghĩa là cõi, tức là muốn sanh là phạm thiên vô sắc. Thứ tư, thích thú trong thiền định, xa ná sám bạch tị, tức là muốn được chứng đắc các tầng thiền đáo đại. Thứ năm, thích thú trong thường kiến, là thấy rằng có cái ngã bất biến thường hằng ở mỗi chúng sanh, do quả chết đi thân có hoại, nhưng cái ngã vẫn tiếp lần lù sang cái thân khác. Nếu tiền thân là người thì hậu thân cũng là người, nếu tiền thân là loại gì thì hậu thân vẫn cứ là loại ấy. Đó là hữu ái. Bây giờ là phi hữu ái. Quý phá quá tình hả, tức là tham ái đi chung với đoạn kiến. Cũng là ái trong sáu cảnh đó. Cũng là chấp nhận cái bản ngã, nhưng cái bản ngã sẽ hoàn toàn tiêu mất sau khi chết. Nó nhớ cái là còn, cái là mất sẽ chết. Như là cho rằng trên đời này chẳng có gì hết á, mọi thứ đều sẽ tiêu tan hoàn toàn, không có thấy cái sự kiện mà luân hồi sanh đi sanh lại gì hết. Cái đó là phi hữu ái. Thành ra cái hai cái nó khác nhau, cái chấp thường, cái chấp đoạn. Nhưng mà nên nhớ là mấy cái này đó là chỉ cần xuất sanh về phàm nhân thôi, tại vì về bậc thánh thì vẫn còn bốn cái tầm tham ly tà. Bốn tham ly tà thì vẫn có hữu ái ấy, nhưng mà không có cái ái mà là liên hệ thượng kiến hoặc là đoạn kiến, không có liên hệ thượng kiến đoạn kiến. Như là bậc thánh thì chỉ muốn sanh về cái cõi đó mà thôi, chứ còn không có giống như mà phạm nhân. Hai cái đó mình nên coi chừng là nó mình phải giác ra, chứ mình phải chia ra, chứ còn nếu không thì mình dễ nghĩ sai gì. Mình tưởng đâu là bậc thánh vẫn còn ái dục thì rất là phiền nha. Hồi ánh thì còn, nhưng mà không còn tà kiến, không còn đoạn kiến gì đó. Bởi vì bậc sơ quả đã đoạn rồi, thành ra không có cái vụ đó. Thành hai cái đó này chỉ liên hệ tới phạm nhân nhiều hơn là bậc thánh nhân. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của tri ân ạ. Dạ kính bạch ngài, khi tâm minh khởi ý không tốt, nhưng mình kịp nhận ra và ngăn không cho ý phát ra lời, thì có phát sanh ý nghiệp không bạch ngài? Và có ý nghiệp cho quả như thế nào ạ? Và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong thập ác nghiệp á thì có bốn khẩu ba thần với bảy là tham sân với tà kiến.
Thành ra mình khởi là ý không tốt thì chắc chắn nó phải tạo nghiệp rồi. Còn hãy cho quả như thế nào ở chuyện đó thì để mai mốt đắc thần thông mà biết chứ. Bởi vì trong máu với ba cô bà Trinh tái vô nghiệp quả bất khả tư nghì. Hỏi cái đó mà hỏi dòng chúng tôi chưa có đắc gì, cũng chưa có thần thông gì anh hỏi chứ là chịu chết. Nam mô Bích Thầy á. Sa thúc ạ, kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ngài cho con hỏi, sự phát nguyện và sự quyết tâm có giống nhau không này? Dạ, con xin kính ngài ạ. Nam mô Bích Thà và kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị, hai cái khác nhau trên sẽ giống nhau đó. Sự phát nguyện thì mình hướng dẫn cái việc cái quả của việc làm của mình, nhưng mà cái quả này nó đưa cái việc làm cái nhân của mình đưa tới cái gì. Còn sự quyết tâm là cái nhân mà nó không có nghĩ tới cái quả của cái người đó đó. Nhưng mà quyết tâm làm này làm lại, nhưng mà không, khi mà không có nguyện thì không hướng dẫn cái quả được. Còn mình nguyện tức là mình hướng dẫn cái quả nó đi theo ý mình, nhưng mà đi theo hay không là chuyện của nó. Ví dụ mình nguyện do phần phước bố thí chúng tôi ngày hôm nay hãy mối duyên lành để kiếp sau tôi trở thành người đẹp hoàng vũ trúng lottery thành triệu phú gì đó, nhưng mà nó thành hay không là chuyện khác. Nguyện là một chuyện, thành là chuyện khác, nhưng mà hai cái khác nhau, cái nó tới nhân, cái nó tới quả. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Sông. Kính thưa sư, đối tượng của lộ ngũ môn Banh Chá Đoà Rá Chít Tá Quý Thí có phải là Bá Rá Mát Thá? Dạ, con xin gửi mic đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà Dạ Kim Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Đối tượng của lộ ngũ thì luôn luôn là Bá Rá Mát Thá hết á, chứ không có ấy. Bởi vì lộ mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì thấy tình, lỗ mũi thì thấy thương, còn lỗ lưỡi thì thấy vị, mà lỗ thân thì thấy xúc. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn những cái mà thấy ra cái gì đó là nó lại qua lỗ ý hết, chứ nó không còn ở lỗ ngủ nữa. Lỗ ngủ nó phát sinh, nó nhận một điểm thôi, nó là Paramattha, là một bất thầy ạ. Sa thúc, chúng con kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, lộ ngũ cũng có 7 tóc hành tâm, 7 đối tượng của các tóc hành tâm trong lộ ngũ cũng là Bá Rá Mát Thá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giá Kinh Thưa Chư Vị. Thì cái lồng ngũ nó có 15-17 sánh na thì nó cũng đều có một đối tượng thôi, chứ làm sao có cái khác được. Bắt đầu từ cái hữu phần rúng động á, Phật văn ra trà ná khổ văn thú bạch trễ thá Bánh trà đô hoa rách trà ná đà chặt khẩu viên nhà ná trà mít trà ná trà chánh ti ra ná quá thập ra ná bảy đóng tóc hai tâm tà thà làm ná, tức là mười mấy cái sách nà đó đều có một đối tượng mà thôi đó, là đối tượng đó.
lồ ngủ lồ nào vậy? Thì một đối tượng mà thôi trong lồ ngủ, nhưng mà sau cái lồ ngủ nó tôi mới xuống lồ ý thì mới biết thành ra cái khác, còn nếu lồ ngủ thì chỉ biết một loại đối tượng như vậy mà thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thúc sa thúc, con thấy định tuệ song tu, kính tri ân sư ạ. Dạ xin đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ bạch sư cho con có câu hỏi, tại sao kiến chấp thường đi chung với ngã chấp bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị, thì nó cũng ở trong một lộ trình tâm, trong cái tâm nó đi thì nó phải có một thứ rồi chứ làm sao tới giá được. Mấy cái đó thì nó trong bốn năm tham ly tà thôi, y hợp tà thôi chứ nó đâu đi chỗ khác được. Nó dính vô đó thì nó chỉ quay quần trong một trong sáu hai loại tà kiến thôi, chấp hay không chấp gì nó cũng một trong sáu hai loại tà kiến, nó thấy cái nào giống giống nhau đó chứ không có cái nào khác nhau đó. Nhớ mỗi cái tâm nó phát sinh nó có một số cái điều kiện, trong cái nhóm nó có một số điều kiện như tâm tham ly tà thì khác, mà trong hòa hợp tà thì nó chỉ vậy thôi, nên là chấp hay không chấp vậy nó cũng ở trong đó hết á. Thì theo điều kiện là mình biết nó có hay không có. Nam mô Bụt Thầy vậy. Sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ kính mời anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì với ngài không ạ? Dạ con xin đọc câu hỏi của tri ân. Dạ kính bạch ngài, bá tí săn thí và chá tí là hai từ khác nhau hay giống nhau về ngữ nghĩa ạ? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư vị, khác nhau trên sài giống nhau đập bạch đi sanh thế, tức là cái tâm phát sanh ở cái kiếp trước cái kiếp sau, còn cha cái này chỉ chủ tỳ thì phải cha tỳ, không biết cái chữ cha tỳ hay là chủ tỳ. Cha tỳ nó đâu có trong mười mấy cái phần ngành của tâm đâu mà. Còn mà chục tỷ là tâm tử. Tâm tử thì nó phát sinh trước cái tâm tế tục, thì nó phải khác nhau chứ làm sao nó giống nhau được. Khác nhau chỉ cho hai cái tâm. Một cái tâm là kết thúc đời sống chục tỷ, một cái tâm là bắt đầu cho đời sống mới và thị sảnh thí. Hai cái khác nhau, nó chỉ cùng một loại tâm quả, nhưng mà hai tâm khác nhau, không có giống nhau được. Không có cái tâm nào mà sanh hai lần hết đó. Không hai sanh nà được, một sanh nà rồi từ đó sao không có sanh lại. Tên gọi thì giống nhau nhưng mà cái sanh nà tầm đó thì sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, chứ nó không có đi lặp lại được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính xin đọc câu hỏi của định tuệ song tu. Kính thưa sư, bảy sát na động tốc trong lộ ngũ là đã tạo nghiệp rồi, mà nếu bắt cảnh bá rá mát thá thì chưa có danh chế định, chưa có ngữ chế định gì cả, thì làm sao? Thì làm sao có thích hay ghét mà tạo nghiệp, kính thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Quý vị có thấy không, chứ chúng tôi nó lên cái bò thoát nó tích là nó sắp đóng rồi, thành ra nếu mà lỡ nó đóng thì cũng xin lỗi quý vị ha. Thật sự đôi bảy đông tóc đó nó có bắt cái cảnh gì thì cái chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là trong lộ ngủ nó có hai
mấy cái sát na đó đó, nghĩa là 7 cái sát na của 12 tâm bất thiện với 8 tâm đại thiện đó, thì bắt buộc là nó phải tạo nghiệp chứ làm sao mà không tạo nghiệp được. Còn nó bắt cảnh gì thì chuyện của nó không liên quan tới tạo nghiệp hết đó. Nhưng mà 12 cái tâm tham với 8, 12 cái tâm bất thiện với 8 cái tâm đại thiện mà nó xuất hiện là nó tạo nghiệp. Cái chê tà na trong 10, trong cái 20. Hello, dạ chị Beta có nghe rõ không ạ? Dạ cho biết tín hiệu chị Beta. Có lẽ sư bị rớt mạng rồi, không có sư trong đạo tràng ạ. À. Thi Lâm có nghe anh Trần Đạo nói không Thi Lâm? Dạ Thi Lâm cho biết tín hiệu ạ.